Liệu bao nhiêu cuộn giấy vệ sinh có thể trói được người? Và để thử nghiệm điều này, đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một bọc giấy vệ sinh. Và mình nhớ ra là phải triệu hồi thêm thằng YouTuber fan Nguyên TT nữa. Đầu tiên sẽ là một cuộn giấy vệ sinh. Thật sự với các bạn là mình rất là chóng mặt luôn, nên mình sẽ tăng tốc cuốn xem được bao nhiêu. Mình cuốn mãi cuối cùng cũng hết. Khúc này nó ngứa đầu quá nên phải gãi cho nó nè. Giờ đến cuộn thứ hai, mình cố cuốn nhanh nhất có thể cuối cùng cũng đã lên tới đầu nó. Tiếp theo là cuộn thứ ba, lúc này mình khá là mỏi tay luôn, nhưng mình sẽ cố cuốn nhanh nhất có thể. Rồi đến cuộn thứ tư, có vẻ sau cuộn thứ tư mình cũng cuốn gần như là hết người nó rồi. Cuối cùng là cuộn thứ năm, lần này có vẻ nó hoàn toàn đã biến thành xác ướp giấy vệ sinh Thanh Trúc rồi. Thế nào rồi fan? Giờ là ngứa nách lắm luôn rồi á. Và cuối cùng là nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.